Cái việc mà bán trên Facebook cá nhân là bán được, bán rất là tốt và nó bền, nó có lượng khách tự nhiên tốt. Đấy, thứ hai là mình muốn tăng được lượng bạn bè lên, lượng đơn hàng lên thì chúng ta có thể là đi kết bạn và chúng ta vào các hội nhóm, chúng ta vào các fanpage. Đấy, bọn nó bây giờ cũng có những cái trò là chuyên vào các fanpage comment dạo để lấy khách. Thế thì bán hàng trên hội nhóm ấy, như chị khuyên chị có, chị bán trên một số nhóm, không phải là nhiều nhưng vẫn bán được. Thế vậy thì bí quyết là gì? Thì bí quyết ở đây thứ nhất là mọi người phải chọn được cái nhóm phù hợp với sản phẩm của mình. Đấy. Thì tôi chia nó ra làm hai dạng nhóm, là nhóm có sẵn và nhóm tự xây. Thí dụ như là nhóm giảng viên trường đại học X hay là nhóm chung cư Y thì đấy thực ra là những cái nhóm có sẵn và mình là thành viên nhóm. Những cái nhóm nhỏ như vậy thì ưu điểm rất lớn là vào đấy bán rất là dễ và có đơn, nhưng nhược điểm là đơn nó lại không nhiều. Tôi cũng có một cái chị học viên, chị này chị lớn tuổi rồi, chị làm nhà nước, chị bán rèm. Thì cái cách mà chị bán rèm là như thế này này. Đấy, cái cách mà chị bán rèm là như này này là chị thuê một cái căn chung cư ở trong 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 khu đô thị Smart City của Vinhome ấy, ở chỗ Đại Mỗ Smart City. Đấy, thì nguyên tắc là phải đọc số căn, đọc số phòng thì cái nhóm đấy thì người ta mới cho vào. Các nhóm chung cư bây giờ đều là thế hết. Thế thì muốn vào được thì phải có tên phòng, thế này thuê một cái vào. Thế là vào xong bắt đầu chào bán rèm thì bán hết cho các căn hộ ở trong cái khu chung cư đấy, bán xong lại đi thuê căn khác, lại tiếp tục làm cái bài như thế, lại tiếp tục làm như thế thì vừa được khách, có khách đấy, nhưng mà số lượng rất là ít. Thì đầu tiên ấy là mọi người phải chọn những cái nhóm mà phù hợp với mình, phù hợp với ngành hàng và phù hợp với cái mối quan hệ. Đấy, ví dụ như là như chị khuyên nói là bán ở trường báo chí thì ở trường thương mại chỗ mình làm ấy thì cũng có những cái nhóm như vậy, và cũng có các cô giáo cũng cũng đi bán hàng, cũng người thì bán quần áo, người thì bán tất, người thì bán đồ ăn, người thì bán sữa gì đó. Thật ra thì tôi là nam giới thì tôi nói thật là tôi cũng không thích cái chuyện đó lắm. Tôi có thể kiếm tiền ở chỗ nào nhưng chỗ đấy thì tôi không bao giờ thò mặt ra. Đấy, nhưng mà tôi không 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 chê cái chuyện đó, tức là mỗi người mỗi cách, và cái thực sự là cái nhóm như thế bán rất là tốt. Tôi có một con em cũng ở trường thì bạn ấy đăng lên, bạn bảo anh không tưởng tượng được đâu, bán rất là tốt, bán rất là tốt. Đấy, thế thì cái câu chuyện đấy là mình chọn một cái nhóm phù hợp nha. Thì ở đây thì tôi khuyên các bạn chọn cho tôi khoảng 5 nhóm. Tại sao lại 5 nhóm? Bởi vì là số lượng nhóm bây giờ nó rất là nhiều, nên là mình chọn vừa thôi để mình tập trung vào đấy, mình tập trung vào đấy nha. Nhưng mà khi mình vào nhóm mình bán ấy, thì đừng có bán ngay. Hôm trước vừa vào hôm sau bán không 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 có người mua đâu. Là gì? Là mình đấy, mình phải đầu tiên là phải đóng góp cho cộng đồng đó bằng cách là đăng bài hướng dẫn chia sẻ món ăn giống như chị khuyên làm. Đấy, ví dụ như món gì ngon thì làm hôm nay hướng dẫn làm món sườn chua ngọt. Thế thì nó nhìn thấy thèm quá thì nó lại hỏi chị có bán sườn không? Thế đúng rồi, nhà có sườn đây. Hôm nay là món táo salad gì đấy thì lại có táo không? À ok, đấy là cái cách chúng ta sẽ bán. Chúng ta chia sẻ kiến thức, chia sẻ kỹ năng, chia sẻ tài nguyên với cộng đồng. Comment dạo, like dạo nhiều vào. Ví dụ như là bà khuyên bà đăng bài trên món ăn như đấy vào khen bà nức nức lòng lên. Đấy. Càng admin nhá. Nếu mà ai mà cảm thấy thích mà kiểu sóng gió máu me nữa thì chơi bài như này này, traffic nổi rất nhanh này. Cứ group nào mà có admin vào phang thẳng thằng admin. Vào phang thẳng thằng admin. Tôi vô tình thôi. Hôm trước này tôi vào một cái nhóm làm hội chủ spa ấy. Thế thì admin nó mới khen một cái cuốn sách. Nó vô tình, mình thì vô tư, chả nghĩ gì. Mình bảo cái cuốn sách này mà cũng đòi khen, trình độ quá là non, sách viết quá là dở. Thế thì mọi người không nói gì cả, tất cả mọi người đều không nói gì cả. Thế là con admin nó nóng mặt quá, đúng không? Nó nóng mặt quá. Thì từ trước giờ là ở trong cái hội nhóm đấy nó toàn được khen mà. Thế mỗi mình vào mình chê, thế thì bắt đầu nó mới
đưa mình lên, nó bóc phốt mình đủ thứ. Thế nhưng mà sau khi nó đăng lên thì lượng theo dõi trang của mình rất là tăng rất là nhanh. Đấy. Mọi người theo dõi tăng rất là nhanh và mình thấy rằng là nên nên tìm những cái sơ hở của những người nổi tiếng, của những cái nhóm như vậy, mình có những cái cá tính riêng mình làm ấy, thì lượng theo dõi lên rất là nhanh và uy tín thương hiệu của mình rất là tốt. Đấy. Tóm lại là lời khuyên của tôi là phải có đóng góp và trở nên uy tín tích cực. Sau đó thì bắt đầu mới hút thành viên đó về Facebook cá nhân để bán, hoặc là bắt đầu đăng bài lên trên đấy bán hoặc comment bán. Đấy, và chúng ta đâu có cần nhiều đâu, chúng ta cần vài nhóm có uy tín là được, vài nhóm có uy tín là được. Và sau này khi mà chúng ta bán được hàng rồi thì chúng ta lại giữ gìn cái khách đấy, chuyển tất cả cái khách đấy vào Zalo của mình, chuyển tất cả khách đấy vào Facebook cá nhân của mình, gom vào cái nhóm tự xây đấy, nhóm tranh gọi như là nhóm khách hàng của Khuyên Nguyễn chẳng hạn, đúng không? Đấy. Hoặc là cô Khuyên có thể là tư vấn cho các bạn học sinh vào có nên học ngành báo chí không, ngành này có hot không, nên dần dần phụ huynh thích thì phụ huynh lại ủng hộ mua hàng của cô cũng được. Một vài những cái mẹo như vậy. Em có cái nhóm khách hàng thi thoảng làm chương trình cho khách tí, cho khách vui, khách hàng thân thiết ấy thầy. Và cái nhóm tự xây đấy thầy ạ. Vâng, là nhóm khách hàng thân thiết. Thế nhưng mà cũng sẽ phải đầu tư đấy. Nhưng mà em nghĩ được đầu tư chắc rẻ hơn quảng cáo. Đầu tư cho các cái chương trình để tri ân khách hàng ấy thì rẻ hơn, chắc rẻ hơn chạy quảng cáo. Lâu lâu vì mình làm đồ ăn ấy, mình có mẹo lâu lâu thì chị, ví dụ chị tặng rau chẳng hạn thì nó rẻ này, hoặc là chị làm đồ uống chị tặng. Vâng. Đấy. Đồ uống Vâng. mà mua dưa hấu giải cứu xong ép mất công một tí là tặng cho mỗi người trai là thấy cảm thấy là yêu đời tương tác mạnh. Vâng. Đấy, có những mẹo riêng, chịu khó xây dựng cộng đồng vào những bọn mà nó có cộng đồng lớn, nó kiếm tiền khủng khiếp lắm. Bọn nghiện nhà rồi bọn nghiện bếp rồi bọn nghiện vợ nghiện chồng gì đấy, bây giờ nó trăm nghìn hàng triệu thành viên ấy, nó kiếm tiền tốt lắm. Kiếm kiểu gì thầy nhỉ? Em thấy Ồ. em không biết là khi nó xây cộng đồng to như thế nó kiếm tiền kiểu gì. Ừ. Có rất nhiều cách kiếm này. Thứ nhất này, ví dụ như thành viên muốn đăng bài bán hàng thì phải nó phải thuê kênh này, quyền sinh quyền sát trong tay nó mà. Vâng. Đấy. Thứ hai là các nhãn hàng lại thuê nó tài trợ để được quảng cáo. Thì ví À. dụ nha, ví dụ bây giờ trong một cái hội nghiện nhà, gọi là ví dụ thôi, trong một cái hội nghiện nhà thì bây giờ có một cái công ty mà nó làm nội thất chẳng hạn, đúng không, thì nó sẽ rất là thích được quảng cáo, nó sẽ rất thích là được PR trên đấy. Đấy, hoặc là gần gần đây mọi người đều biết là cái vụ mà nhà thiết kế Thái Công ấy, nhà thiết kế nội thất Thái Công ấy, là quánh nhau với các hội nhóm đấy, nên thực chất là ông có khi ông ấy tự tạo phốt, không biết là bọn nó bóc phốt hay tự tạo phốt thì không biết, để cho nó thương hiệu nó nổi nhanh, quánh nhau ầm ĩ lên, thế là như thế là càng nổi, dân Việt Nam mà cứ như thế thì càng nổi. Đấy. Người thì bảo ông là nhà thiết kế đại tài, người thì bảo ông là cái tay buôn đồ xếp cho nó chật nhà ra, chưa biết ai đúng ai sai, chỉ biết là ông thì kiếm tiền rất tốt rồi. Đấy, nó chỉ có hai phương pháp thế thôi, là bán trên nhóm có sẵn và bán rất là được, sau đó thì phát triển thành viên của nhóm riêng của mình, có thể nhóm chăm sóc khách hàng, nhóm cộng đồng tạo phễu, phát triển nội dung và phát triển thành viên. Đấy. Cho đi tạo phễu kết nạp vân vân, livestream chia sẻ vào nhóm kín. Đấy. À, cái con bé học trò của mình ấy, nó là cái admin của cái hội chủ spa, cái hội chủ đấy nó có hơn 200.000 thành viên. Nó mạnh lắm, nó kiếm tiền cũng rất là ngon. Ví dụ như là nó tổ chức một buổi offline thu mỗi người mấy triệu, tổ chức hoành tráng. Thế là mọi người phi vào đăng ký học ầm ầm. Kiếm cũng được, không nhiều tiền lắm nhưng mà kiếm vài trăm cũng không phải khó đâu. Vài trăm triệu ấy không phải khó đâu, một năm. Nói chung là bán hàng trên group khá là bền.
và nó không bị mất phí vì nó cũng sàng lọc các hội nhóm rồi. Đấy. Còn những group mạnh như là hội group về ô tô fan hay là group về hội nghiện nhà các thứ, cái sức mạnh nó rất là lớn bởi vì cái lượng thành viên nó tham gia tương tác rất là kinh khủng. Nhưng thầy ơi, ơi. Bây giờ trên group ấy, thì các admin họ không cho đăng bài đâu thầy. Cứ đăng lên họ lại gỡ. Làm nào để đăng nữa thầy? Trên những cái group như em bán xe hơi ấy, em tham gia nhiều những cái nhóm group, thì bây giờ tất cả các group thì cứ đăng bài lên là xóa. Kể cả những cái nhóm công khai ấy, đăng lên cái thì theo dõi thấy được khoảng một tí thôi, nó admin đã lại gỡ bài của mình rồi. Chẳng làm nào được. Vì trên group là họ không cho mình bán hàng, gần như là chỉ những chủ group và những cái nick nào uy tín lắm mới được bán mà. Đấy nha, cái nó cái khổ đấy. Cái khổ là vì sao? Là bởi vì là mình thì đi gọi là đi bán hàng trên nhóm của người khác. Quyền sinh quyền sát nằm trong tay nó, đúng không? Nên bước đầu tiên như mình nói, bây giờ đăng bài bán hay không được thì lên trên đấy cái chia sẻ về ô tô, kinh nghiệm nọ, kinh nghiệm kia để nó trở thành một cái nick hot, nick uy tín ở trên đấy. Xong thì kéo người ta về Facebook cá nhân của mình. Xong đó thì cũng lập ra group của mình, nó nhỏ thôi, nó ít thành viên hơn nhưng mà nó sẽ dần dần sẽ tăng tương tác lên và tăng lượng lên. Bây giờ em hỏi là nó không cho em đăng thì thầy chịu. Thầy không biết làm cách nào cả, bởi vì là đấy là quyền của nó. Đúng không Phương? Đúng rồi đấy. Cái đấy khổ, bây giờ các group trước thì bán tốt lắm. Nhưng giờ thì nó chặn gần như là toàn bộ luôn rồi, tất cả anh em nào sale bán xe các thứ cứ đăng vào group là bị chặn hết. Thì bây giờ một đội xe tự mở ra một group của mình, tất nhiên nó mất công mất sức mà tự mở ra. Rồi thì em liên hệ với thằng admin ấy, thằng quản trị đấy, mà bây giờ mày cho tao đăng bán, tao bán được tao giả mày 500 một triệu, ví dụ thế. Ví dụ như em lời được 10 triệu em cho nó 500 một triệu thì nó phải chung thuyền với em chứ. Thầy nhá, đây là thầy, gọi là thầy là giáo viên, thầy dạy bọn em thì thầy có nhóm thầy cho bọn em vào đăng miễn phí. Chứ nếu mà nhóm thầy xây thì cũng đừng hòng thầy cho em vào. Đúng không? Và những cái nhóm công khai như thế, những cái nhóm đấy là sao nó lại gỡ bài của mình? Thì nó không muốn, nó bị loãng. Ví dụ như là cái bọn thành viên mà nó không mua không bán, nó vào nó bảo là tôi vào đây là chỉ để đọc bài về ô tô thôi, suốt ngày nó mấy cái thằng bán xe nó vào nó bán nó thịt gà kiểu thế. Xây dựng một cái group mà lên khoảng 100.000 thành viên thì có dễ dàng không phải? Khó đấy, khó lắm. Ngày xưa nó dễ, ngày xưa thì có khi em vừa tạo ra cái tên cái nhóm mà tự nó vào. 5-7 năm trước em tạo ra cái nhóm mà tự nó vào. Thế là như còn có những cái nhóm mà nó lên trong một thời gian ngắn ấy. Nó hot trong một thời gian ngắn, nó rất là nhanh, tự nó vào rất nhanh, nhưng mà em cứ đi kết rồi đi mời rồi đi thế nọ thế kia lâu. Nếu bây giờ mình đầu tư mà mua lại một cái group đấy thì nó có hiệu quả không vậy? Mua lại thì em phải đánh giá nhá. Cũng có người hỏi mình rồi, mua lại thứ nhất là nhóm nào, đấy, thành viên nó có tốt hay không, số lượng là bao nhiêu, giá là bao nhiêu, đấy, thì từ những cái thông tin như thế thì thầy mới trả lời em được. Thế còn nếu có một nhóm thì nên mua tốt mà. Bây giờ một cái nhóm như em đang tham gia mà em trước em bán hàng rất là tốt đấy, thì nó có khoảng hơn 100.000 thành viên, thì không biết bây giờ cái giá của cái nhóm đấy thì nó dao động ở mức nào? Chịu chết, giá nó làm gì có giá như là giá vàng niêm yết, giá đô la niêm yết đâu mà. Nhưng cái em thằng thấy trên mạng giao bán nhiều hội nhóm lắm. Ví dụ thằng admin nó bảo cái này 10 triệu em thấy được thì em quất, mà nó bảo 50 triệu thì em thấy không được thì em nhả, thế thôi. Đúng không? Đúng rồi. Cái quan trọng ấy là những cái nhóm mà em bán được ấy, em phải bảo thằng admin là bây giờ anh bán được trên đấy thì tại sao không cho anh đăng, bây giờ nếu mà đăng thì
cho anh trả phí, ví dụ một tháng anh trả em 3 triệu hay 2 triệu hay 5 triệu tiền phí thuê page đăng, thuê nhóm đăng, nó có lợi ích thì nó suy nghĩ ngay. Vâng. Thế gì đâu, đúng không? Vâng, vâng. Hoặc là nếu em cảm thấy không muốn bỏ ra một mớ thì em bảo cứ mỗi con xe anh bán được thì anh sẽ tặng cho chú từng này. Thế nhưng nó bảo là bây giờ em làm sao biết được anh bán được xe lúc nào mà em cho anh ăn, đúng không? Thì tốt nhất là bây giờ là mỗi tháng cho anh thuê đăng bài thì mỗi ngày anh đăng 2 bài, tháng 60 bài anh giả chú 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đấy trong khả năng của em. Thỏa thuận. Coi như thuê. Đấy, nó hợp lý ngay mà.